như cái mê cung này đi đường nào. Anh chị làm ơn giúp tôi một chút được không? Chuyện gì anh? Tôi bị lạc đường. Anh làm ơn anh chỉ đường cho tôi về nhà con tôi giùm được không anh? Vậy anh có biết địa chỉ con anh không? Biết chứ, tôi con người tôi kỹ càng lắm. Phải biết rõ ràng chứ. Con tôi địa chỉ rất rõ ràng là ở quận 10. Trời đất ơi, cái quận 10 hả? Nói rộng lắm, đường nhiều, hẻm nhiều nữa. Vậy bây giờ làm sao chứ, tôi tưởng cái quận vậy đi, bây giờ ông anh cho số điện thoại con ông anh á, rồi tôi gọi giúp cho ông anh, để con tới đó ông anh ha. Nói thiệt cái anh, ngoài cái số dép tôi không có cái số gì hết trơn trời. Ông anh không biết số điện thoại thì làm sao tụi tôi giúp? Bây giờ cái số nhà tôi cũng không nhớ, mà số điện thoại nó cũng không nhớ luôn, bây giờ sao? Trời. Thôi vậy cảm ơn anh chị. Anh nói vậy tôi cũng bó tay luôn. Dạ, thôi cảm ơn anh chị nhiều. Không có gì. Thôi vậy vậy được rồi. Thôi ông anh cứ đi hỏi tiếp đi ha. Dạ cảm ơn. Vậy dạ. Nha. Mình đi. Thành phố gì mà lạ lùng, ở dưới quê ở cách 10 xã nói tên họ cũng biết, ở trên này nói cái quận không mà cũng không biết. Nó nắng dữ vậy mà bông đẹp tiệt, cũng ham tụi bay đó mà tao đi coi riết ra nè, đẹp quá trời đẹp mà lạc đường luôn rồi. Người nhà quê da dầu sớm nắng chiều mưa, người nhà quê quen với ruộng đồng sớm thông, mái tranh xiêu bước công trên cánh. Ủa dì Tám? Ủa? Gặp dì Tám may quá. Trời ơi, tao trông quá trông đi nè. Trời ơi, trời trông ơi, con ơi, tía tía mày. Tía con sao? Ta nói chắc là xí xa xí xòn, không biết đường, rồi đi ra ngoài đường, rồi chắc xanh xanh đỏ đỏ sao đó, rồi kiểu này đi lạc đường rồi đấy nè. Trời ơi Tám, tía con đi lạc rồi hả? Thì bởi. Trời ơi Tám ơi, sao Tám không giữ tía con ở nhà? Mắc cười quá, sao tao giữ được ổng? Thôi được rồi, bây giờ vậy, đưa cái giỏ này tao đi cất. Ở đây đi, tao ráy nó ra tao đi kiếm ổng. Tết nhất mà, đi tìm chỗ lạc là sao? Tám, cái giỏ giùm con, nhanh lên nha Tám. Trời ơi tía ơi, tía đi đâu vậy tía? Tía đừng có bỏ con nha tía. Trời ơi, Tám ơi, nhanh lên Tám ơi. Tưới mà dở trứng nữa hả? Không thẳng từ từ. Nhanh lên Tám. Trời đất ơi, đi kiếm tía con mà mang theo cái nón chi mà qua văn không vậy? Tao biết đâu thấy cầm đại vậy mà. Trời ơi, cái gì mà lính quýnh? Tía con kìa. Rồi đi đường nào Tám? Ai biết đâu muốn đi đường nào đi hả? Cứ đi đại đi rồi kiếm lòng vòng. Chắc không, đi đâu vòng vòng đi thôi mà. Trời ơi, ôm chặt nha Tám. Ây.